Ảo tưởng sức mạnh là căn bệnh của thế kỷ, không thể chữa được. Vì thế giới họ luôn mơ đến những người hùng, những người có thể giải cứu thế giới, hoặc là những người có thể hủy hoại thế giới. Đó là hai loại ảo tưởng sức mạnh phổ biến nhất hiện nay. Những người hủy hoại thế giới thì họ cho rằng họ sẽ làm những cái hành động tiêu cực ở trên mạng để thu hút mọi người. Họ tác động tiêu cực đến với cộng đồng, bởi vì thường những cái xấu thì nó sẽ được yêu thích hơn, nhiều người coi hơn những cái tốt. Và khi họ làm một cái việc xấu thì họ làm cho nhiều người thích thú xem họ làm những hành động đó, làm cho họ cảm thấy phấn khích và họ cứ thế và họ tiếp tục. Và những người xem thì thật ra họ cũng không yêu thích, nhưng mà họ tò mò, họ muốn xem, họ muốn được xem, và họ bị tác động bởi những cái hành động xấu đó. Họ cho rằng à, nếu càng làm việc xấu thì sẽ càng nổi tiếng nên họ thích làm. Còn một loại ảo tưởng sức mạnh kia là muốn làm việc tốt, ảnh hưởng những điều tốt đến với mọi người, giống như Tiêu đang làm đây. Có thể nói đó là một loại ảo tưởng sức mạnh hơi bị lớn đối với trường hợp của Tiêu. Là Tiêu tự nghĩ rằng mình có thể tác động tích cực đến mọi người xung quanh bằng những việc Tiêu làm, bằng việc giải cứu động vật, bằng việc yêu thích bơi lội, hướng dẫn mọi người chăm sóc thú, hướng dẫn mọi người bơi lội, bảo vệ môi trường, rồi hay thậm chí là quảng cáo những việc làm tốt có lợi cho xã hội, cho đất nước. Nhưng đó cũng là một dạng ảo tưởng sức mạnh, bởi vì thật ra Tiun cũng chỉ là một hạt cát mà thôi, chứ Tiun đâu phải là cái gì trong cái xã hội vậy đâu. Nhiều việc Tiêu làm sẽ làm cho mọi người cảm thấy bực bội, ghét hoặc là khinh thường. Tôi biết được điều đó chứ, tôi cũng đâu có dám khoe khoang gì đâu, chỉ càng làm cho mọi người cảm thấy chán ghét thôi. Riêng cái việc mà tôi nuôi thú quý hiếm đăng lên trên mạng, hướng dẫn mọi người chăm sóc bảo vệ nó đã là một vấn đề lớn đối với tôi và gia đình của tôi rồi. Mọi người cảm thấy, những người thân của tôi thì thấy tôi làm như vậy là rất sai. Tại sao có tiền không xài lại đi cứu động vật, rồi đi kêu gọi người này người kia cứu động vật để làm cái gì, mang họa vào thân. Thật sự tôi cũng thấy mang họa vào thân. Đối với những con vật quý hiếm á, đáng lẽ nếu tôi không cứu là nó đã bị bán đi ăn thịt hoặc là bán chúng hết rồi, hay là nó bệnh nó chết. Bởi vì tôi thường giải cứu nó không bao giờ được trọn vẹn, về cái một hai bữa là nó bệnh nó chết rồi, tốn tiền nhiều lắm. Các bạn thử nghĩ đi, một con vật đó nha, ít nhất một con quý hiếm ít nhất cũng phải 5 triệu trở lên, có những con lên hàng chục triệu, gần cả 100 triệu. Rồi tôi giúp nó được những người có điều kiện mua mua vô những cái như là sở thú, trung tâm bảo tồn gì nọ, nhưng mà một thời gian sau thì biết tin là nó chết, giống như ở Vinpearl này kia đó, các bạn thấy chết thú quá trời không? Nên tôi cảm thấy rất là đau lòng. Tôi muốn mọi người ý thức bảo vệ động vật nhưng mà hình như là không có thành công. Tôi ôn là sống ảo theo kiểu tích cực nhưng mà không thành công bằng những người sống ảo tiêu cực. Tôi nhận ra điều đó. Giờ hình như là mọi thứ đều trở nên phiền phức đối với cuộc đời của tôi. Từ ngày mà tôi quyết tâm giải cứu động vật, nhiều khi tôi không có nhiều tiền nhưng mà tôi cũng phải cố gắng bỏ hết tiền mình ra kiếm được để cứu một con vật. Rồi tôi còn kêu gọi mọi người cứu. Rồi có nhiều người, người ta không hiểu, người ta tưởng là tôi giống như là mua bán động vật. Rất là khổ lắm. Và hình như là cái lượng thú mà tôi thả về thiên nhiên á, thì cũng không có được nhiều. Mà tôi ôn gửi gắm những người có điều kiện nuôi á, cũng thất bại, sống không nổi. Tôi ôn nuôi á, thì sống được, nhưng mà người ta nuôi sống không được. Bởi vì tôi quá am hiểu động vật là tôi chăm sóc nó tốt, còn người ta không có, giống như không có cái tay, không có cái duyên để chăm sóc động vật nó chết. Tôi thấy vậy là hết luôn, buồn chán lắm rồi. Tôi chỉ mong các bạn hãy bảo vệ thiên nhiên, cái quý động vật.
tôi chỉ mong như vậy thôi là được rồi. Chứ tôi cũng không có cần phải đòi hỏi các bạn phải giúp tôi cứu con mẹ con kia, giúp đỡ tôi về tài chính để cứu, không cần thiết nữa. Ước gì nhà nước Việt Nam có được cái chính sách tốt hơn cho những người bị bảo vệ động vật như tôi, cho tôi một cái quyền gì đó, cho tôi có một sự liên kết đối với những người mà buôn bán động vật, giống như là đừng có hăm dọa những người buôn bán động vật hoang dã, bởi vì thường họ là những người dân họ bắt bán cho mình không mua thì họ cũng bán cho người khác, nhưng mà họ biết mình mua thì họ sẽ để cho mình, giống như vậy cũng khó lắm các bạn ơi. Thường nhà nước chỉ muốn chiếm đoạt thôi, chứ chưa đưa ra một cái yêu sách nào tốt để bảo vệ động vật hết. Nên điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là đau lòng, và tôi cũng không muốn dính tới việc lúc tôi nhận được nhiều cái tin nhắn của các bạn nói là tiêu này tiếp tục giải cứu cái động vật đi. Tôi rất cảm động, tôi rất muốn làm, nhưng mà bây giờ để tôi xem tình hình thế nào đã, các bạn có thật sự yêu quý tôi và ủng hộ cho tôi hay không thì tôi mới tiếp tục được nữa. Cảm ơn nha.